thực tiễn cách mạng cho ông hiểu rằng khi sử dụng sức mạnh vật chất, đương nhiên phải kết hợp chặt chẽ với kiến thức. Người nào sử dụng sức mạnh đó một cách thông minh và không hề lui bước trước sự hiểm nguy thì người đó sẽ chiếm ưu thế trước đối phương. Sau gần một tuần trên con tàu không số, các chiến sĩ hải quân đã thể hiện được điều đó trong cuộc chiến tranh đang tiến hành giữa nhân dân việt nam với đế quốc mỹ và tay sai sự tranh lệch về vật chất vô cùng lớn nên đòi hỏi trí thông minh lòng quả cảm của đồng bào chiến sĩ phải tăng gấp bội có thông minh và quả cảm mới tạo được sự bất ngờ cho kẻ địch muốn tạo được bất ngờ thì phải bí mật ông càng hiểu sâu sắc vì sao đảng và chủ tịch hồ chí minh luôn luôn chủ trương bí mật với kẻ địch bí mật cả trong chủ trương đường lối bí mật cả trong chiến lược chiến dịch chiến thuật và trong mọi biện pháp tiến hành chiến tranh vì thế đảng và lãnh tụ hồ chí minh đã luôn luôn dành cho địch hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong chủ trương trong chiến lược sách lược và trong mọi hành động chiến tranh bí mật bất ngờ đưa đến sự thành công màn đêm buông một lớp đen dày trên biển không thể để sáng mai máy trưởng năm sao thuyền trưởng phong và chiến vẫn chưa chịu bó tay lại quay về với cỗ máy và bắt đầu hì hục tháo những bộ phận để sửa chữa máy trưởng năm sao thả gói dụng cụ xuống sàn tàu khả năng sửa chữa đã hết thuyền trưởng trần phong chiến huân và thắng đều lên hết khoang giữa của tàu một vài lời bàn thưa thớt rồi cả 14 bốn người đều im lặng một làn gió nhẹ từ đất liền thổi xa trong lúc này tốt nhất là để đầu óc của những người thợ máy được nghỉ ngơi nhiều lời khuyên chỉ thêm dối mặc dù đã nửa đêm nhưng chiến vẫn mở máy làm việc và bỗng nhận được tín hiệu ở nhà sau đó là những mã số trả lời và những hướng dẫn sửa chữa được truyền đến nét mặt chiến phấn chấn hẳn lên. Niềm vui của chiến truyền sang cho mọi người. Vẫn cái giọng lặp bập, vừa to vừa nhanh. Chiến nói, báo cáo các thủ trưởng, kỹ thuật ở nhà hướng dẫn xem các khoang nhiên liệu có bị chảy không, dây điện có bị chập hay không. Ở nhà đã cử một tàu cấp tốc chở hàng vào để tìm và đã ra lệnh cho một tàu trên đường quay ra, dừng lại đón chúng ta. Nghe xong tất cả đều im lặng gian khổ và nguy hiểm của chiến tranh hình như đã thấm sâu vào trong từng con người, làm cho họ trở nên bình thản trước những khó khăn. Riêng ông thì quá sốt ruột và lo không đi tới đích. Ông đến ngồi bên cạnh, quàng tay qua vai chính trị viên thanh, nói thông thả. Mình phải động viên anh em nghỉ ngơi cho tốt, đợi trời sáng tập trung sức lực mà sửa, không thể để cho chiếc tàu nào đó kéo chúng ta quay ra được. Vâng, tôi cũng nghĩ thế thủ trưởng ạ. À. Hai người nhìn lên mảnh trăng khuya từ một đám mây mỏng chui ra sáng vàng vặc. Những ngọn sóng từ hướng đông dồn tới, trăng lấp lánh trên mặt biển. Trong đời ông chưa đêm nào trôi qua dài như đêm nay. Đêm tưởng như vô tận, con tàu tròng trành trên sóng như chiếc nôi du trong tay mẹ Thù nào sóng êm ả đưa ông vào dòng suy nghĩ về những gì đang diễn ra và đang đến của cuộc chiến tranh không ai có thể hình dung hết sức mạnh của đế quốc mỹ nhất là sau chiến tranh thế giới thứ hai đối với thế giới tư bản gần như mỹ muốn gì được nấy mỹ chi phối tất thảy các quốc gia trong cái gọi là thế giới tự do vì thế không ai dám nghĩ đến việc trực tiếp chống lại mỹ nhất là đối với nước nhỏ và yếu lại càng không dám cưỡng lại ý muốn của mỹ không ít quốc gia lớn có tiềm lực hùng cường trên thế giới đều ngán mỹ và ngại mỹ sau cuộc chiến tranh triều tiên mỹ càng tỏ ra kiêu căng và ngạo mạn vậy mà giờ đây dân tộc việt nam của ông đang đọ sức trực tiếp với nó hiệp định geneva kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân pháp không ít người mơ hồ sau hai năm sẽ có tổng tuyển cử tự do để hòa bình thống nhất nước nhà nên muốn đi theo con đường đơn thuần đấu tranh chính trị nhưng cũng hai năm đó mỹ ngụy đã đối phó một cách giáo diết để chống lại mục đích cao cả và tình cảm thiêng liêng của đảng và của dân tộc về một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập tự do dân chủ hạnh phúc cùng với một trật tự xã hội mới xã hội người không bóc lột người qua thực tiễn đấu tranh chúng ta đã sớm nhận ra muốn thực hiện mục đích cao cả và tình cảm thiêng liêng ấy thì không có cách nào khác là phải kết hợp chặt chẽ đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị đang trong tình thế bức xúc thì nhân dân miền Nam được đón nhận nghị quyết 15 của Đảng nhân dân miền Nam đã đứng thẳng lên không một phút trần trừ và do so dự. Nhân dân Việt Nam tin tưởng tuyệt đối. Nhân dân Việt Nam tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, tin ở bản lĩnh kiên cường của dân tộc mình, thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ câu nói ấy đã trở thành chân lý nó thấm nhuần vào từng người dân việt nam tất cả đã sẵn sàng cầm súng xông lên đánh địch trong cuộc chiến tranh này nhất định nhân dân việt nam sẽ thắng hiểu điều đó nên đế quốc mỹ đã xâm lược bằng chính sách thực dân kiểu mới chúng tạo ra những sĩ quan binh lính và ngụy quyền để làm tay sai cho chúng nhưng Mỹ không hiểu rằng, những kẻ đó phần lớn lại xuất thân là những con em của nhân dân và cách mạng đã qua thử thách của cách mạng tháng 8 và cuộc kháng chiến 9 năm. Hầu hết các gia đình Việt Nam đều bị thực dân Pháp rồi Mỹ diệm gây tội ác. Mỹ đã tạo nên một đạo quân bắt con đi đánh cha, anh đi đánh em, bắt nhân dân chống lại lãnh tụ và đất nước mình làm như vậy có khác gì Mỹ đi xây nhà trên đất người khác thì làm sao có được sức mạnh. Con tàu vẫn trao nhẹ trên sóng. Ông Sáu thấy chính trị viên Thanh và thuyền trưởng Phong chốc chốc lại đi trên con tàu rồi trụm đầu hội ý. Rõ ràng những con người trên con tàu này cũng đủ là minh chứng sống và chân lý hiển nhiên về sức mạnh ý chí, lòng quyết tâm vô bờ bến là nhất định dân tộc ông sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách để chiến thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ. Ông hiểu rằng hiện tại đế quốc Mỹ đã lún sâu và bị buộc chặt vào miền Nam bằng bộ máy tay sai khổng lồ với hơn nửa triệu tên cùng ba vạn quân Mỹ. Tuy đang thua, nhưng Mỹ đang thi thố ý chí và diễu võ dương oai về sức mạnh. Ông nhớ lại lời đồng chí Lê Duẩn dặn mình trước lúc lên đường. Anh vào lần này, bàn với các đồng chí trong đó, phải nhanh chóng đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên tất cả mọi mặt. Trong tình hình đó, phải tìm cho ra mâu thuẫn địch, phải phát hiện cho ra chỗ yếu để có biện pháp và tận dụng. Phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên tất cả các vùng, làm chủ rừng núi và đồng bằng. Nhưng mọi cuộc chiến tranh cách mạng đều phải chiến thắng ở tận xào huyệt nên phải gấp rút chuẩn bị lực lượng vũ trang và chính trị ở đô thị cho thật hùng hậu để có thời cơ và điều kiện là đánh vào giải phóng sài gòn và các thành phố lớn ở miền nam giành thắng lợi hoàn toàn ông nhớ đồng chí lê duẩn với cử chỉ mạnh mẽ và thân tình cúi xuống chiếc bản đồ trải rộng trên mặt bàn trụng năm đầu ngón tay chỉ trên từng góc chiếc bản đồ miền nam rồi ngẩng lên nhìn ông nói là người hoạt động lâu trong đó, chắc anh hiểu rồi. Đối với Nam Bộ thì phải có hai bàn đạp, đó là rừng phía đông và đồng bằng sông Kiều Long. Đây cũng là hai quả đấm để khi đủ điều kiện là dáng thẳng vào Sài Gòn. Giờ đây, sắp đặt chân lên mảnh đất Nam Bộ, ông Sáu càng hiểu nhiệm vụ của mình là phải góp phần thực hiện cho được ý định đó của Đảng. Dòng suy nghĩ như dừng lại Ngọn sóng êm ả à đưa ông ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng chợp mắt được một lát, ông chợt tỉnh khi có tiếng gọi của chính trị viên Thanh đánh thức các chiến sĩ trên con tàu dậy. Một vệt trắng dài như ánh hào quang ở phía đông đã bừng hé. Ông đưa mắt nhìn quanh một lượt và thấy một con tàu lớn còn đỏ đèn xuất hiện từ lúc nào đang tiếp cận tàu ông thời gian và khoảng cách còn đủ cho các chiến sĩ trên tàu chuẩn bị ứng phó thuyền trưởng trần phong ra lệnh cho ai vào vị trí nấy bài bản dường như đã thuộc lòng trong đầu họ các chiến sĩ trẻ vội thay mốt áo quần ăn chơi của thanh niên sài gòn và ngồi quanh cỗ bài nhóm thì ngồi quanh bình rượu và nghe nhạc trên radio đó là những giây phút làm cho ông sáu ghi nhớ ông tin trí tuệ và lòng quả cảm của các thủy thủ sẽ thắng địch. Quân chúng quả là có sức mạnh sáng tạo tuyệt vời. Nghệ thuật sáng tạo là khả năng tiềm tàng trong mỗi con người và mỗi khi gặp thời cơ đến, nó được khơi lên mạnh mẽ. Qua mấy chục năm chiến tranh đối phó với địch đã trở thành nghệ thuật điêu luyện của họ. Con tàu lạ lao đến mỗi lúc một gần. Chính chỉ viên thanh nói để ông yên tâm báo cáo anh sáu sơn trắng có lẽ là tàu buôn đúng thế may cho chúng ta một thủy thủ trên tàu buôn cầm loa hỏi có phải tàu bị nạn không sợ trả lời không nghe được cả thuyền trưởng phong và thanh đều đưa tay lên khua qua khua lại trả lời không phải con tàu áp sát bên cạnh người thủy thủ bỏ loa tiếp tục hỏi tàu hỏng máy hả có cần chúng tôi kéo giúp không các thủy thủ tàu Phương Đông hai vẫy khăn, vẫy mũ chào đáp lại, và Trần Phong trả lời: "Cảm ơn các ông, tàu chúng tôi tắt máy dừng để chờ tàu sau lên. Thế thôi xin chào. Rất cảm ơn các ông, chúc các ông tiếp tục lên đường sức khỏe ạ." Chiếc tàu buôn đi qua rồi, thuyền trưởng Phong, máy trưởng năm sao, Huân Thắng Chiến, xoáy tìm ống dẫn dầu quả nhiên nó bị vỡ một cách tinh vi làm cho dầu không lên được thay xong ống dẫn dầu năm sao lập tức cho nổ máy cỗ máy lại rổ lên nổ đều đều cùng với tiếng reo vui của các thủy thủ thuyền trưởng trở lại giữ tay lái đôi mắt ông sáu chớp chớp như sáng lên chưa khi nào ông thấy mình có những mừng vui đột ngột như thế ông xúc động nhắc chính trị viên Thanh điện về để ở nhà khỏi lo lắng và các con tàu khác khỏi mất công tìm. Con tàu Phương Đông 2 tiếp tục đi tới. Hết ngày thứ bảy thì chính trị viên Thanh nói với ông rằng con tàu sắp tới lúc đổi hướng để vào bến. Chiều xuống nhanh nhưng nắng vẫn rội lửa gay gắt trên mặt biển. Ông Sáu cố nhìn mà vẫn chưa thấy đất liền đâu cả làm sao mà biết được bến biển cả mênh mông chỗ nào cũng như chỗ nào nhận được ra bến quả thật là một sự thông minh tài giỏi ánh mặt trời vàng rực kéo một vệt dài xa xa trên biển đang dần tắt thuyền trưởng trần phong hạ lệnh cho máy trường tăng tốc độ để kịp cập bến khi nước thủy chiều lên quả thật chẳng mấy chốc cái vệt xanh dài đất liền đã hiện ra ông sáu luôn khen họ giỏi nhưng chính trị viên thanh khiêm nhường nói với ông đi lâu rồi cũng quen anh sáu hạ à? chúng tôi tính toán thời gian tốc độ để định ra quãng đường và xác định tọa độ của nó cái vệt xanh đất liền mỗi lúc một gần ông sáu nhìn không rời mắt thuyền trưởng phong hạ lệnh cho máy giảm tốc độ chờ bóng đêm xuống biển trời một màu với đất liền và hoàng hôn đã khép kín, tầm nhìn thu gần lại. Chính trị viên Thanh cầm đèn pin đi về phía mũi tàu. Sóng nước và đất liền đã hòa trong bóng đêm. Ông thấy Đặng Văn Thanh bắt đầu đưa đèn pin về phía bờ biển, nháy liền mấy cái, nhưng đất liền vẫn im lìm, không có gì đáp lại. Ngừng một lúc, Thanh lại nháy lần thứ hai, rồi lần thứ ba cả ba lần đất liền cũng không có gì khác lạ anh đề nghị thuyền trưởng trần phong cho tàu vòng một vòng rồi bấm đèn lại nhưng vẫn không thấy tín hiệu từ đất liền đáp lại sai bến chăng có lẽ đã tính chật tọa độ cả ông sáu và các thủy thủ đều nghĩ như vậy nhưng chính trị viên thanh nhất định không chịu chưa có chuyến hàng nào anh cập sai bến đắn đo dây lát anh yêu cầu thuyền trưởng Trần Phong cho tàu lui ra để vào bến phụ, anh nói như khẳng định. Như vậy, bến chính của chúng ta đã bị địch phục kích hoặc chốt đóng bất thường. Con tàu vòng xa xa bờ, lùi ra phía bắc một quãng rồi lại quay vào bờ. Chính trị viên Thanh lại bấm đèn phát tín hiệu. Ngay sau đó, từ phía đất liền có tín hiệu nháy đáp lại, bến nhận ra tàu và tàu đã nhận ra bến. Mọi người reo lên trong lòng. Ông sáu xúc động, ông lấy khăn lau mắt và nước mắt vẫn trào xuống. Ông không giấu được sự khâm phục của mình với các cán bộ chỉ huy con tàu. Thế là ông đã vào đến mảnh đất tận cùng phía nam Tổ quốc, đất Nam Bộ thành đồng. Ông xúc động nói: "Các đồng chí quả thật là có đôi mắt thần. Dạ chẳng qua là quen cả thôi thủ trưởng ạ." À. Ông Sáu và chính trị viên Thanh ôm chầm lấy nhau, biểu lộ tình cảm sâu kín trong nỗi mừng vui. Mảnh đất thiêng liêng mà ông mong đợi từ lâu đã đây rồi. Quả là mỗi lĩnh vực, mỗi công việc, mỗi hoàn cảnh đã đem lại biết bao nhiêu điều bí ẩn trong sự hiểu biết của con người. Trong cuộc cách mạng tháng 8 và hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và xâm lược Mỹ, nếu con người Việt Nam không có trí thông minh tiềm tàng và sáng chói thì không thể từng ấy năm mà một dân tộc bị nô lệ nhỏ yếu lại thắng được từng ấy kẻ thù mà kẻ thù nào cũng mạnh hơn rất nhiều. Con tàu càng vào sát bãi càng chậm lại, ông nhận ra bên trái trước mặt loang loáng như một cửa sông. Dọc con đường vào bến, những người ra đón đã cắm cây làm hoa tiêu ở hai bên. Mấy chiếc xuồng con ra tận ngoài sâu đón và dẫn tàu vào. Con tàu tắt máy và bất ngờ chững lại trên bãi biển. Bến ở vị trí như một cái eo vịnh cạnh cửa một con sông, nước thủy triều vẫn tiếp tục lên. Dưới bến nhộn nhịp và có tiếng của nhiều người đang vây lấy con tàu. Trong bóng đêm, ông thấy mấy người nhảy xuống trước, sau đó có tiếng hỏi đồng chí thanh đồng chí phong phải không vâng chúng tôi nhận ra nhau họ ôm chầm lấy nhau vào bến chính không có tín hiệu lo hả lo chớ bến chính bị địch phục kích mà không cách nào báo được đoán anh em vào không thấy tín hiệu thì phải tìm bến phụ nếu bến phụ không có nữa thì chắc chắn các cậu lại vòng lại ra vùng biển quốc tế chờ tối mai vào người dưới bến đang nói bỗng quay sang hỏi anh em khỏe cả không khỏe cả thủ trưởng lê đức anh có vào không không thế có ai theo tàu vào không có tên gì sáu nam sáu nam người ông thế nào cao lớn thôi đúng rồi người dưới bến cười nói sáu nam chính là thủ trưởng lê đức anh đấy cha nội thiệt à thế mà suốt tuần lễ ngồi với ổng trên tàu mà chúng mình đâu có hay người trên bến dục bây giờ các cậu lên đưa ông xuống đi lẹ lên ông tư phán phụ trách căn cứ ra đón ông ngồi đợi từ châu tới sơ. chính trị viên thanh lệnh cho chiến quay lên tàu đón ông sáu nam xuống rồi quay lại dục người dưới bến các đồng chí phải chuyển nhanh hàng xuống trước khi nước thủy triều hạ ông sáu nam theo chiến xuống bến chiến lại xách cái túi sách cho ông như hôm nào đã lên đón ông ở khách sạn Đồ Sơn. Lòng ông rộn ràng, dâng lên nỗi sung sướng khó tả. Không hiểu sao, ở giây phút đặc biệt này, ông càng tin hơn vào sự tất thắng của cuộc kháng chiến chống giặc Mỹ xâm lược. Chính chị Viên Thanh và thuyền trưởng Trần Phong đón ông ở bậc xuống của con tàu. Biết ông chính là phó tổng tham mưu trưởng Lê Đức Anh, cả hai người đều đứng nghiêm nói Báo cáo thủ trưởng, có cán bộ bến và địa phương chờ để dẫn thủ trưởng đến chỗ đồng chí Tư phán. Ông sáu nở một nụ cười đầy vui sướng, ông hỏi lại, "Vậy sao?" Sau đó, ông ôm trầm thuyền trưởng Trần Phong và thấy người anh nóng bừng như đang lên cơn sốt. Rồi quay sang chính trị viên Thanh, lần lượt ôm hôn các thủy thủ để từ biệt họ. Phút chia tay đã bắt đầu mà không biết đến bao giờ mới gặp nhau lúc gặp lại không biết có còn đầy đủ những con người hôm nay không dưới ánh sao đêm ông ghé sát mặt để nhìn rõ khuôn mặt thân yêu của từng thủy thủ những con người đã vượt sóng gió trên đại dương vượt hiểm nguy trước nòng súng địch để đưa đạn dược vũ khí và đưa ông vào với đồng bào chiến sĩ miền nam bắt đầu từ giây phút này ông đã trở thành người chiến sĩ trên chiến trường ông đã trở về với mảnh đất nam bộ nhưng còn họ các chiến sĩ trên con tàu phương đông hai lại vượt hiểm nguy sóng gió để quay về nhận hàng nhận người ở hậu phương miền bắc ông ghi nhận sâu sắc vào ký ức mình những con người những chàng trai vô cùng đẹp đẽ của đất nước cuộc sống của họ mộc mạc chân tình mà hồn nhiên sôi động với một tâm hồn cao thượng họ đang chiến đấu trên một nẻo đường đặc biệt của chiến tranh họ quả là những con người thông minh những chiến sĩ hải quân kiên cường trong vất vả và hiểm nguy họ đã thể hiện đúng lòng yêu tổ quốc lòng thương đồng bào đồng chí nghĩa đồng đội ông ôm chặt thắng huân chiến vào lòng hồi lâu đặt những cái hôn lên đôi má đầy sức trẻ của họ như đối với những đứa con của mình ông lưu luyến chia tay với anh máy trưởng năm sao rồi bước theo những anh cán bộ địa phương đang chờ ông ông im lặng bước đi tiếng chân đưa soàn xoạt trên mặt cát đâu đấy về phía cửa sông tiếng những con bìm bịp đang trầm trầm báo nước thủy chiều xuống một chùm pháo sáng từ một đồn địch gần đây bắn lên loang loáng trên dòng sông một chiếc trực thăng tuần tra mặt biển luôn luôn lóe lên ánh đèn xanh đỏ tiếng động cơ phành phạch của nó bị ngắt bởi những chàng đại bác nổ ầm ầm ông chia tay các chiến sĩ hải quân anh hùng và bước đi trong âm thanh của chiến tranh lúc ông bước qua một quẹo đường nhìn lại thì con tàu đã hòa trong bóng đêm ông hiểu sâu sắc rằng không có thắng lợi nào mà không có sự hy sinh chịu đựng không được tạo nên bằng những bản anh hùng ca và không bản anh hùng ca nào mà con người không viết từ máu nước mắt và mồ ôi sau mấy tiếng đồng hồ đi dọc theo con đường xốp mịn dọc bờ sông ông dừng lại để nghỉ và nhờ giao liên chuyển số quà bà con miền nam vừa tặng ông đến các chiến sĩ trên con tàu phương đông hai ông chưa hề hay biết con tàu đã mắc cạn, đang phơi mình trần trụi trên bãi cát. Hàng trên con tàu phương Đông 2 chuyển xuống được một lúc thì thủy triều bắt đầu xuống, nước chảy xiết nên chẳng mấy chốc con tàu sẽ phơi ra trên cạn. Đó không phải chỉ là nỗi lo của chính trị viên Đặng Văn Thanh mà của tất cả mọi thủy thủ trên tàu. Lúc ấy, chỉ còn cách là phải hủy nó đi để giữ bí mật hai tiểu đoàn bộ binh quân giải phóng ngồi đợi từ lúc tối đến nhận hàng xong đã hành quân trở về căn cứ số hàng còn lại tỉnh phải huy động cán bộ cốt cán địa phương nhanh chóng chuyển xuống để kịp phân tán cất giấu trước lúc trời sáng nước chảy mạnh như đê vỡ không sao kịp trở tay thuyền trưởng phong ra lệnh nổ máy mang theo số vũ khí còn lại quay ra vùng biển quốc tế để tối hôm sau vào bốc nốt. Máy trưởng năm sao tăng hết cỡ cùng với mọi người trên bến, dồn sức đẩy nhưng con tàu vẫn ì xa, nhanh chóng vơi mình trên bãi cát. Gai go phức tạp rồi, lo lắng nhất vẫn là chính trị viên thanh, vì thuyền trưởng phong là người tối hậu quyết định vận mạng của con tàu, nhưng anh đang lên cơn sốt cao 40 độ. Khả năng rời bến đã hết, hai người được mời đến gặp đồng chí chỉ huy quân sự địa phương thuyền trưởng phong ốm nên máy trưởng năm sao được cử đi thay trong đêm tối tại một bãi cát rộng có những lùm cây thưa thớt cả năm sao và thanh không thấy rõ mặt của người chỉ huy mà chỉ nhận ra dáng vóc của một người cao mảnh khảnh có mái tóc cắt cao giọng nói đanh và dứt khoát tôi xin thông báo tình hình hiện tại trong vùng để các đồng chí biết. Địch đang tập trung một lực lượng lớn để mở cuộc can quét. Cách đây 30 cây số nơi bến chính mà các đồng chí định vào, có hai tiểu đoàn bộ binh địch vừa đổ xuống lúc chiều cùng với hai chi đoàn xe tăng, xe bọc thép. Phía thị trấn, quân địch đang tập trung pháo và lính thủy đánh bộ để bảo mật tuyệt đối cho bến và tuyến vận chuyển trên biển. Tôi đề nghị các đồng chí phải hủy ngay con tàu trước lúc trời sáng chính trị viên Thanh im lặng, đầu óc anh quả đang căng thẳng. Tình huống mà anh và các chiến sĩ trên tàu đều nghĩ đến đã không tránh khỏi. Phá thì dễ, chỉ cần dí cái nút điện sau một giây, thế là xong. Ai phá và phá lúc nào mà chẳng được. Làm sao để giữ nó lại được mới là khó. Mới đòi hỏi đến sự suy nghĩ và can đảm của người chỉ huy. Tất cả đang im lặng. Bỗng chính trị viên Thanh nói, tôi đề nghị địa phương cho cấp tốc bốc hết số hàng trên tàu xuống, còn hủy con tàu bằng cách nào để chúng tôi về hội ý chi bộ rồi quyết định sau. Thảo luận thêm một lúc rồi chính trị viên Thanh và máy trưởng năm sao vội trở về con tàu. Cả hai im lặng bước đi bên nhau, hình như mỗi người đều suy nghĩ về giải pháp phá con tàu làm sao để khỏi gây ra tiếng nổ lớn của mấy tấn thuốc nổ nhưng không hủy nó bằng chất nổ thì có cách nào khác? Thanh tự hỏi mình, hủy con tàu, hủy con tàu rồi thì 13 anh em rồi đây sẽ ra sao? Anh Lý giải và tự trả lời câu hỏi đó một cách dễ dàng, 13 người sẽ đợi một con tàu khác vào đón ra hoặc theo sự chỉ dẫn ở nhà tất cả sẽ đến một bến nào đó đón tàu lúc chờ hàng vào để theo ra. Cùng lắm thì tất cả có thể theo đường Trường Sơn ra Bắc. Vậy là phải hủy nó đi. Anh và đồng đội của anh làm sao có thể đang tâm làm việc đó. Con tàu là xương máu, là tấm lòng của hậu phương miền Bắc. Nó đã gắn liền với anh vào xa biết bao nhiêu chuyến, đã chuyển biết bao tấn vũ khí tới đồng bào chiến sĩ miền Nam. Chính trị viên Thanh bước đi đều đều trên cát. Chốc chốc anh lại trả lời cho câu hỏi của máy trưởng năm sao. Sương khuya là mặt cát trở nên mịn màng. Bãi biển ở đây sao mà giống quê anh làm vậy? Một ngọn gió từ núi lùa ra đem đến cảm giác mát lạnh. Trong cái khoảnh khắc này không hiểu sao anh lại chợt nhớ đến quê nhớ những ngày lay lắt đói nghèo ngày ấy hiện lên nhanh trong trí nhớ của anh rồi vội biến đi anh nhớ đến con thuyền của anh lần đầu tiên ra bắc tấp lên đảo hải nam anh được đón về miền bắc và lần đầu tiên anh được đặt chân lên thủ đô hà nội anh sung sướng đến bàng hoàng cùng với một lòng tin tuyệt đối vào thắng lợi anh đã trao công văn tài liệu nghị quyết của trung ương cục của các tỉnh ủy đến tận tay bác hồ và bộ chính trị lần đó anh đã tự rút ra một bài học chỉ có bền gan vững chí vừa sóng to bão lớn băng qua mọi hiểm nguy mới đi được tới đích đi tới đích rồi con người mới được ung dung đàng hoàng miền bắc giang rộng đôi tay ra đón anh anh được gặp toàn bộ quân ủy trung ương và bộ chính trị toàn thể bộ chính trị nghe anh kể chuyện về lòng sục sôi căm thù mỹ ngụy của đồng bào miền nam và nguyện vọng thiêng liêng mong sớm thống nhất tổ quốc anh nhớ có lần làm việc với quân ủy trung ương đồng chí võ nguyên giáp và đồng chí nguyễn trí thanh yêu cầu anh chỉ đường và tên các bến mà các con thuyền đã xuất phát ra bắc anh đứng im lặng hồi lâu làm cho ai nấy đều băn khoăn